Chào mừng các bạn đã đến với LTG, mình là Phương Di. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với nội dung của đấu phá thương khung phần 7 tập 6. Nếu như các bạn thấy video này hay, đừng quên ấn like, chia sẻ, ủng hộ chúng tôi nhé. Tăng Đại Sư nói, đúng là muốn chết, Lão Phu sẽ cho ngươi nhìn thấy linh hồn lực của luyện dược sư lợi hại đến mức nào, rồi xuất lực đánh về phía Lâm Diễm. Lâm Diễm đứng im, nhưng có một lớp bảo vệ phản lại, đánh thẳng vào người Trình Diệu khiến hắn bị thương. Tăng Đại Sư nói, là hộ thuẫn của linh hồn lực, sao có thể như thế được? Ngươi đâu phải là luyện dược sư, sao lại có? Thì lúc này có một nguồn lực xung quanh người Lâm Diễm pha ra thành một cơn lốc đánh trọng thương Tăng Đại Sư. Trình Diệu nói, Tăng Đại Sư, ngài tuyệt đối không được có. Đám bên ngoài nói, linh hồn lực thần mạnh mẽ, lại có thể tụ thành lốc xoáy. Tiêu Viêm xuất hiện ra nói, xin lỗi nha, lâu không nghỉ ngơi nên không khống chế được mức độ. Ta chính là luyện dược sư mà Liễu gia mời tới, thế thì có cần phải đấu nữa không? Trình Diệu ngạc nhiên vì là thất phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn là đấu tông. Tiêu Viêm nói, tại hạ Nham Kiêu, được Liễu gia gia chủ mời tới, trùng động bị tắc đường nên tới muộn, ngại quá. Trình Diệu tức học máu mũi nói, ngươi, không ngờ lại tìm được người khác từ lâu rồi, đồ tiểu nhân bị ổi. Đám người Liễu gia nói, không hổ là gia chủ, túc trí đa mưu, mưu tính sâu xa, anh minh thần võ. Lâm Diễm đến gần nói, người đó là Tiêu Viêm. Liễu Kỳ ngạc nhiên nói, hả, là cậu ta, mới mấy năm mà đã lên đấu tông rồi, biến thái thế sao? Tiêu Viêm nói, Xích Hỏa trưởng lão, trong trận này Liễu gia thắng rồi chứ? Xích Hỏa trưởng lão nói, đúng, y theo ước định, quyền quản lý trùng động trong 3 năm tới sẽ thuộc về Liễu gia, lập tức có hiệu lực từ bây giờ. Một con hồng hạc bay đến, Xích Hỏa trưởng lão nói tiếp, Nham Kiêu tiểu hữu, không biết cậu có muốn cùng lão phu tới Phần Viêm Cốc một chuyến không? Tiêu Viêm đồng ý rồi nghĩ, năm đó có được biến thứ nhất của Thiên Hỏa Tam Huyền biến từ buổi đấu giá chính là tuyệt học của Phần Viêm Cốc, lần này nếu có được đệ nhị biến thì lời rồi. Trên đường đi đến Phần Viêm Cốc, Tiêu Viêm nói, Xích Hỏa trưởng lão, bình tĩnh lại đã, không cần phải bay nhanh thế đâu. Xích Hỏa trưởng lão nói, không được, thời gian không cho phép, nhìn đi, phía dưới chính là Cứu Hỏa Sơn Mạch, may quá đến kịp rồi, mời đi theo ta, nơi này chính là lối vào của Phần Viêm Cốc. Tiêu Viêm nói, không gian bích trướng thật là kiên cố. Xích Hỏa trưởng lão cầm ra một viên ngọc mở ra không gian rồi nói, là do các đời cốc chủ đích thân gia cố đó, bên ngoài để đủ phong ngự đấu tôn cường giả, bên trong đủ để tạo thành một thế giới. Tiêu Viêm nói, lợi hại quá, Phần Viêm Cốc không hổ là một trong tam đại cốc của Trung Châu. Xích Hỏa trưởng lão nói, đâu có, phần cát không gian tự thành thế giới là bản lĩnh mà chỉ có đấu thánh mới có, Phần Viêm Cốc ta nhiều nhất cũng chỉ cần đạt tới mức đó thôi. Tiêu Viêm nói, như thế đã là rất lợi hại rồi, nói ra thì vẫn chưa biết cốc chủ tìm những luyện dược sư cao giai như bọn ta là có việc gì nữa. Xích Hỏa trưởng lão nói, chuyện này nói ra thì dài dòng, cốc chủ luyện thích luyện dược sư, mơ ước trở thành một luyện dược sư, vừa nói sở hữu Cửu Long Lôi Cường Hỏa, dị hỏa đứng thứ 12 trong dị hỏa bảng mà các đời Phần Viêm Cốc truyền lại, nào ngờ thiên phú của bản thân người không đủ, nỗ lực đến cuối cùng cũng không thể trở thành luyện dược sư được, ngược lại lại trở thành đấu tôn, cũng có thể nói là cố hết sức rồi. Nhưng cho dù như thế thì cốc chủ cũng không từ bỏ lý tưởng, nhờ vào kỹ xảo khống chế dị hỏa tinh diệu hiện giờ, cốc chủ đã có thể luyện chế ra không ít đan dược rồi. Lần này cốc chủ muốn luyện chế một đan dược cao giai vô cùng quan trọng, vì thế muốn chọn ra hai vị luyện dược sư cao giai hỗ trợ. Tiêu Viêm nói, còn phải chọn. Xích Hỏa trưởng lão đưa Tiêu Viêm đến một căn phòng nói, yên tâm, ta rất có tự tin với Nham Kiêu tiểu hữu, chỉ là khảo nghiệm nhỏ, không nguy hiểm chút nào đâu. Xích Hỏa mở cửa ra thì thấy hình ảnh các luyện dược sư đang luyện đan đều bị trọng thương. Cốc chủ Đường Chấn vẻ mặt là hung tợn nói, không đạt, không hợp lệ, trước mặt Cửu Long Lôi Cường Hỏa không cầm cự nổi 10 phút, các ngươi có đúng là luyện dược sư cao giai không vậy? Tiêu Viêm nói, không nguy hiểm chút nào là đây sao? Lúc này Tiêu trưởng lão của đàn tháp nói, thôi được, để lão phu tới thử dị hỏa của cốc chủ đi, rồi lên xuất ra một con cá voi khổng lồ. Đám bên ngoài nói, nhanh thế thật lớn, không hổ là thất phẩm luyện dược sư, xuất thân từ đan tháp, danh bất hư truyền. Tiêu Viêm nói, chỉ e là thú hỏa lục giai bích hải kình cũng không chống lại được Cửu Long Lôi Cường Hỏa. Hình ảnh Cửu Long Lôi Cường Hỏa cuốn quanh giai bích hải kình một cách đàn áp. Tiêu trưởng lão nói, xin lỗi, xem ra đến lão phu cũng không giúp gì được cho cốc chủ rồi. Đám bên ngoài nói, nhiều vị luyện dược sư cao giai như thế mà chỉ có mỗi hỏa diễm của Huyễn đại sư là có thể đấu lại được, nhưng lần này luyện đan ít nhất cần hai luyện dược sư hỗ trợ mới được. Lúc này Xích Hỏa trưởng lão kéo Tiêu Viêm lên nói, cốc chủ đừng lo, thuộc hạ đã tìm được một vị luyện dược đại sư về rồi đây. Đám bên ngoài cười đều nói, luyện dược đại sư chính là thằng nhóc này sao? Ít nhất phải tự mình luyện chế được lục phẩm,
thậm chí là thất phẩm đan dược mới có thể được gọi là luyện dược đại sư. Xích Hỏa Trường Lão có khi bị lừa rồi, hắn mà là luyện dược đại sư thì bọn ta có tự xưng là luyện dược tông sư rồi sao? Xích Hỏa Trường Lão tức giận. Tiêu Viêm nói, Xích Hỏa Trường Lão hà tất phải bận tâm đến đám chó dại cắn bừa đó chứ? Là thật hay giả, chỉ cần cốc chủ thử là biết ngay thôi. Đường Chấn nói, thanh niên có khí chất, dù sao thì vẫn còn thiếu một người, để ta thấy bản lĩnh của người đi. Cẩn thận đó nha, rồi xuất ra cửu long lôi cường hỏa. Tiêu Viêm nói, xin được chỉ giáo. Một luồng dị hỏa khổng lồ xuất hiện, Tiêu Viêm xuất ra Phật nộ hỏa liên đánh tan cửu long lôi cường hỏa nói, không biết như thế có được gọi là thông qua không, cốc chủ. Đến với sảnh chính của phần viêm cốc, Đường Chấn nói, được, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ngày mai bắt đầu làm phiền hai vị giúp ta luyện đan. Huyễn đại sư huynh yên tâm, chỉ cần luyện chế thành công thì thù lao mà ta đồng ý sẽ không thiếu một hào. Rồi quay sang nói với Tiêu Viêm, nhàng kiều tiểu hữu muốn thù lao như thế nào, chỉ cần phần viêm cốc ta làm được thì lão phu sẽ đồng ý. Tiêu Viêm nói, cái gì cũng được sao? Đường Chấn nói, cậu chỉ việc đề nghị. Tiêu Viêm nói, ta muốn bảo bối mà cốc chủ coi trọng nhất. Ta biết yêu cầu này vô cùng mạo muội, e là cốc chủ không nỡ, nhưng nó thật sự rất quan trọng với ta. Ta nhất định sẽ trân trọng nó, tuyệt đối không phụ tín nhiệm của cốc chủ, mong cốc chủ thành toàn. Đường Chấn nói, việc này không nhỏ, nhị vị trưởng lão thấy thế nào? Một trưởng lão nói, đương nhiên là không được rồi, tiểu tử này ở đâu ra không biết, mở miệng ra là muốn lấy. Xích Hỏa trưởng lão nói, tiểu tử nhỏ tuổi như thế đã là đấu tông, lại còn là thất phẩm luyện dược sư, thanh niên tài tuấn như thế, ta nghĩ có thể thương lượng. Đường Chấn nói, nhưng Hoài Nhi nhỏ như thế, sao ta nỡ? Tiêu Viêm nói, chuyện đó, các vị, mọi người đang nói gì thế? Ta có phải là hiểu nhầm chỗ nào không? Đột nhiên có một tiểu cô nương đi đến nói, ta không đồng ý, ai muốn lấy ta thì phải đánh thắng ta rồi tính. Tiêu Viêm nói, nữ hiệp, hiểu lầm rồi, ta muốn có thiên hỏa tam huyền biến. Đường Chấn nói, sao? Hoài Nhi chính là bảo bối quý giá nhất của ta, chẳng phải người muốn cầu xin được lấy con gái ta sao? Tiêu Viêm cúi đầu nói, không có, đâu dám, anh hùng cũng hiểu lầm rồi. Hòa Xích trưởng lão nói, ta còn tưởng cuối cùng cũng có thể gà Hoài Nhi tiểu thi đi rồi chứ. Hoài Nhi tức giận nói, nhị ra ra, con nghe thấy rồi nhé. Đường Chấn nói, Hoài Nhi đừng quậy, ngoan. Rồi quay sang nói với Tiêu Viêm, thật không dám giấu, ta muốn luyện hỏa đồ đan chính là vì muốn chữa trị ám thương phản phệ của Hỏa Nhi do cưỡng chế dung hợp cửu long lôi cường hỏa thất bại. Nếu từ góc độ cá nhân thì thứ gì cũng không quan trọng bằng con gái ta, nhưng ta cũng là phần viêm cốc cốc chủ, vì không thể lòng riêng mà truyền bí pháp đời đời không lộ thế của phần viêm cốc ra ngoài được, mong nham kiêu tiểu hữu đủ thứ khác. Xích Hỏa Trường Lão nói nhỏ, hay là thử xem xét lại Hỏa Nhi tiểu thư. Tiêu Viêm nói, nhưng nếu tình hình như thế thì thứ cho ta nói thẳng, nếu có lẽ tiểu thư chỉ còn lại nửa năm thời gian. Hoài Nhi nói, sống oanh liệt không phụ một đời, há tất quan tâm dài ngắn. Này, nghe nói người là đấu tông, chỉ bằng lát nữa đánh với ta một trận đi. Tiểu Viêm nói, không vội, có rất nhiều thời gian để đánh nhau. Ta nhớ là hỏa bồ đan là thất phẩm cao giai đan dược, cho dù có hai vị luyện dược đại sư tương trợ, nhưng tin là tỷ lệ thành công của cốc chủ cũng không đến 5 phần. Nhưng nếu ta có thể nâng tỷ lệ thành công lên 7 phần, thì liệu cốc chủ có thể suy nghĩ lại về thỉnh cầu của ta được không? Xích Hỏa Trường Lão nói, tuy không thể trực tiếp đem thiên hỏa tam huyền biến làm thù lao, nhưng có thể cho người một cơ hội. Thế nào? Bọn ta sẽ thuyết phục bên trưởng lão hội. Có muốn thiên hỏa tam huyền biến thì vừa phải luyện chế thành công hỏa bồ đan, vừa phải thông qua khảo nghiệm của trưởng lão hội. Hai không thể thiếu một, người có đồng ý tiếp nhận không? Tiêu Viêm đồng ý. Đường Chấn nói, được. Thế thì quyết như thế đi, giờ tị ngày mai, sau núi Khai Lô. Đến với giờ tị ngày hôm sau trên đỉnh núi Khai Lô, Tiêu Viêm nói, Sơn Dung đỉnh, không ngờ đan đỉnh có mặt trong Tôn Thiên đỉnh bảng lại trong tay hộ. Lúc này Đường Chấn xuất ra phương pháp luyện đan nói, đây là phối phương luyện chế hỏa bồ đan. Hỏa bồ đan là thất phẩm cao giai đan dược, cần có 888 vị dược liệu. Quá trình luyện chế phức tạp vô cùng, cũng tốn rất nhiều thời gian. Ta không phải là luyện dược sư nên năng lực điều chỉnh khiến sức mạnh linh hồn không tinh chuẩn bằng hai vị. Nhưng sức mạnh dị hỏa của ta hùng hậu, vì thế để luyện được dược liệu sẽ do ta xử lý. Việc dung hợp và thành đan sau đó liền phiền hai vị. Rồi xuất ra dị hỏa cửu long lôi cương hỏa để bắt đầu luyện chế.